xin chào tất cả anh em, mình là Irene từ Coi 68 TV và như thường lệ chào mừng anh em đến với số tiếp theo của series tuần qua có gì vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Trong series này thì Irene sẽ điểm qua những tin tức crypto và blockchain đáng chú ý nhất trong tuần để anh em không bỏ lỡ những diễn biến quan trọng của thị trường nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và như thường lệ, nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Coi 68 TV và ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Đầu tiên là Fed giữ nguyên lãi suất liên tiếp lần thứ 5. Vào rạng sáng ngày 20 tháng 3 thì Ủy ban thị trường mở liên bang là FOMC, cơ quan ra quyết định chính của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại, đồng thời là báo hiệu khả năng vẫn có thể cắt giảm lãi suất nhiều lần nữa trong năm nay. Đây thì là lần thứ 5 liên tiếp mà Fed nhất trí không điều chỉnh lãi suất trong phạm vi là 5.25 cho đến 5.5%, là mức cao nhất trong vòng 23 năm vừa qua. Cùng với quyết định trên thì FOMC cũng đã dự kiến 3 đợt cắt giảm trong năm nay, mỗi lần là khoảng 0.25%. Nhiều chuyên gia thì đã nhận thấy là Fed dù đang thận trọng nhưng mà vẫn lạc quan về nền kinh tế và kỳ vọng là sẽ hạ cánh mềm sau một thời kỳ tăng trưởng nóng cùng với mức lạm phát lập đỉnh trong hơn 4 thập kỷ vừa qua. Chủ tịch của Fed là ông Powell thì cho biết là chính ngân hàng trung ương cũng chưa thể xác định rõ thời điểm, song thì ông dự đoán là việc hạ lãi suất chắc chắn vẫn sẽ diễn ra. Tin tức thứ hai là MicroStrategy tiếp tục ngon thêm 9.245 Bitcoin ở mức giá trung bình là khoảng 67.300 đô. Công ty MicroStrategy của tỷ phú Michael Saylor thì vừa thông báo trong một tuần vừa qua đã chi 623 triệu đô để gom thêm 9.245 Bitcoin với giá mua trung bình là khoảng 67.300 đô. Trong tổng số tiền để mua Bitcoin này thì có đến gần 600 triệu đô thu được từ các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi thời gian qua cùng với khoảng 30,7 triệu đô tiền mặt. Như vậy thì MicroStrategy đã nâng lượng Bitcoin họ đang nắm giữ lên con số là 214.246 Bitcoin, trị giá lên đến 13,6 tỷ đô ở thời điểm Irene quay video này. Giá mua trung bình trong danh mục đầu tư trên là khoảng 35.160 USD trên một Bitcoin. Chi phí mà công ty phải bỏ ra là khoảng 7,54 tỷ đô, đồng nghĩa với việc là công ty này đang lời đến hơn 6,07 tỷ đô la Mỹ, tương đương với lợi nhuận 80% từ thị trường tiền mã hóa. Cổ phiếu của công ty này là MSTR thì đã tăng hơn 113% trong vòng 1 tháng qua. Từ đầu năm đến nay thì MSTR đã có thời điểm đạt đỉnh ở mốc là tăng trưởng hơn 170%, đồng pha với biến động giá kỷ lục của Bitcoin được thiết lập ATH mới đây quanh khu vực là 74.000 đô. Tuy nhiên thì MicroStrategy không phải là công ty tiền mã hóa duy nhất vay thêm tiền để kinh doanh trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa đang trào dâng mạnh mẽ. Và hôm ngày 13 tháng 3 vừa rồi thì Coinbase, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới thì cũng đã thông báo chào bán tới 1 tỷ đô la Mỹ trái phiếu để huy động vốn. Tin tức thứ ba đáng chú ý trong tuần là token hệ Real World Asset bùng nổ cùng đợt phục hồi của thị trường crypto. Sự bùng nổ các token Real World Asset được bắt đầu bởi BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, thông báo thành lập một quỹ đầu tư lớn có tên là Quỹ Thanh khoản Kỹ thuật số USD nhằm kế hoạch hợp tác với công ty mã hóa tài sản là Securitize, gợi ý những sản phẩm tương lai có thể liên quan đến tiền mã hóa trong thế giới thực. Với những anh em chưa biết thì Real World Assets hay là RWA là quá trình số hóa tài sản thế giới thực. Ý tưởng cơ bản của mảng này thì là chuyển đổi tài sản truyền thống như là bất động sản này, chứng khoán, hàng hóa trở thành một dạng token có thể lưu trữ và giao dịch ở trên không gian blockchain. Theo dữ liệu từ CoinGecko thì tổng giá trị vốn hóa thị trường hay là market cap của các token hệ này hiện tại đang đạt mức là 5,72 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% trong vòng 24 giờ vừa qua, với nhiều đồng ghi nhận mức tăng trưởng gần 50% chỉ chưa đầy trong một ngày. Dẫn đầu mức tăng trưởng nóng của Real World Asset thì là Polymesh, một dự án blockchain được thiết kế riêng cho các token chứng khoán và là một trong số nhiều giao thức tham gia vào quá trình số hóa tài sản thực. Với token là Polix đã ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 46,8% trong vòng 24 giờ vừa rồi. Hiện tại thì token này đang được giao dịch quanh mốc là 0.42 đô la Mỹ, tương đương với việc là tăng trưởng 54% giá trị trong vòng 7 ngày gần nhất. Theo sau Polymesh thì là Centrifuge, một trong những dự án Real World Asset tiên phong được IDO Coinlist vào năm 2021 có token là CFG hay là CFG đã ghi nhận tăng trưởng 39% trong 24 giờ gần nhất. Giá trị vốn hóa thì cũng tăng hơn 60% và đạt mốc là hơn 400 triệu đô. Ngoài hai cái tên kể trên thì chúng ta còn ghi nhận một số động coin khác thuộc mạng Real World Asset cũng ghi nhận mức tăng khoảng hơn 20% trong vòng 24 giờ gần nhất. Trong đó có một vài cái tên sau. Thứ nhất là Ondo Finance,
với token là Ondo, là một nền tảng tài chính phi tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng real world asset cho các khách hàng là tổ chức với mức tăng là 34,9%. Thứ hai là Goldfish, là GFI hay là GFI thì là một giao thức tín dụng phi tập trung cho phép người dùng có thể vay tiền điện tử nhưng không cần tài sản thế chấp thì tăng khoảng gần 15%. Maple với token là MPL thì là một thị trường vốn dành cho các tổ chức với sản phẩm chủ đạo là real world asset thì được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain, cũng tăng gần 11% trong 24 giờ gần nhất. Nền tảng cung cấp cơ sở hạ tầng trong việc token hóa tài sản thế giới thực là Mantra thì mới hoàn tất vòng gọi vốn 11 triệu đô la Mỹ, chứng kiến sự tăng trưởng 87,3% trong vòng 7 ngày qua. Thực tế thì xu hướng real world asset coin thì đã sớm được nhiều tổ chức tài chính lớn như là Fubon Bank hay là Standard Chartered và các quốc gia lớn như là Singapore, Nhật Bản, Anh hay là Thụy Sĩ phím hàng xuyên suốt năm 2023 vừa qua. Riêng coin 68 thì cũng đã có nhiều lần dự đoán về xu hướng real world asset trong các bài phân tích, nhận định cũng như là video về các trend narrative đáng chú ý trong năm 2024. Anh em có thể theo dõi một số đường link Irene sẽ để bên dưới cho anh em. Tính đến ngày 21 tháng 3 năm 2024 thì tổng giá trị bị khóa TVL của mạng Real World Asset đã tăng gấp 4 lần, từ 900 triệu đô lên gần 4,1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 1 năm vừa qua. Tin tức tiếp theo là BNB Chain công bố airdrop cho 7 dự án trên hệ sinh thái. Tối muộn ngày 22 tháng 3 theo giờ Việt Nam thì BNB Chain đã thông báo chương trình airdrop độc quyền dành cho người dùng BNB Smart Chain là BSC và OPBNB. Như đã tiết lộ ở tuần trước thì Airdrop Elegance Program là chương trình nhằm tưởng thưởng trong cộng đồng vì sự ủng hộ của họ đối với BNB Chain và thúc đẩy các dự án hàng đầu ở trên hệ sinh thái này. Các dự án được BNB Chain chọn mặt gửi vàng thì gồm có Starinit, ZK Pass, Kiolex, Gombo Games, Web3Go, Celua và Utiverse. Thời gian snapshot số dư ví thì sẽ diễn ra từ lúc 3 giờ đêm ngày 1 tháng 8 năm 2023 cho đến 3 giờ đêm ngày 19 tháng 3 năm 2024 theo giờ Việt Nam. Phần thưởng airdrop thì sẽ được phân bổ theo bảng như sau, Irene sẽ để lên trên màn hình cho anh em. Tiếp theo thì sẽ là lịch trình phân bổ airdrop cho từng dự án. Và cuối cùng là về tiêu chí nhận airdrop thì Irene sẽ để trên màn hình, anh em có thể dừng màn hình tại đây để có thể theo dõi thêm. Một số lưu ý nhỏ cho anh em là các ví đủ điều kiện cấp 1 lẫn cấp 2 thì sẽ được công nhận duy nhất là ở cấp 2 thôi nha anh em. Ok, tin tức đáng chú ý cuối cùng trong tuần là một tựa game ở trên Blast thì bị rút cạn 4,6 triệu đô thanh khoản, khiến cho giá token rơi không phanh. Super Sushi Samurai với token là SSS là một tựa game đã giành được vị trí á quân trong cuộc thi Big Bang Event của Layer 2 là Blast. Dự án này thì vừa trải qua một cuộc tấn công với thiệt hại xấp xỉ lên đến 4,6 triệu đô. Vụ hack thì ập đến chỉ sau vài giờ dự án công bố airdrop cho người dùng sớm. Trong thông báo vào tối ngày 21 tháng 3 thì Super Sushi Samurai đã xác nhận hacker đã lợi dụng lỗ hổng của chức năng min ở trên smart contract trước khi bán chúng vào pool thanh khoản của SSS. Nhà phát triển của Yoga Lab sẽ cho rằng pool thanh khoản bị rút cạn vì hợp đồng token tồn tại lỗi cho phép nhân đôi số tiền của họ. Hiểu nôm na là nếu như người dùng gửi toàn bộ số dư tài khoản của mình cho chính họ thông qua một giao dịch thì họ có thể nhận lại được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu. Theo đơn vị bảo mật là blockchain Static thì vụ hack đã gây ra thiệt hại tới 4,6 triệu đô la Mỹ. Song thì những gì xảy ra có thể không phải là một cuộc tấn công. Người rút hết tiền của dự án thì đã gửi tin nhắn báo hiệu đây chỉ là một hacker mũ trắng. Anh ta thì đã cung cấp thông tin liên hệ và cam kết sẽ hoàn trả số tiền cho người dùng. Super Sushi Samurai thì là một tựa game tích hợp ở trên Telegram và Blast. Dự án thì mới phát hành token là SSS hôm 17 tháng 3 và lên kế hoạch mainnet vào ngày hôm sau. Song thì tin tức bị hack trên đã khiến cho giá của SSS mất hơn 99% giá trị. Riêng Blast thì Layer 2 này đã đi vào hoạt động vào tháng trước sau khi đón nhận hơn 2,3 tỷ đô TVL và nhanh chóng trở thành Layer 2 đứng thứ 4 trong toàn bảng này. Ok, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những tin tức crypto blockchain đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Anh em thấy những tin tức trên như nào và anh em quan tâm những tin tức nào khác hay không? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!